Xin kính chào tất cả quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tập bài tập khí công thứ 19, đứng hạ tấn. Thì cụ thể chúng ta tập động tác như thế này. Năm ngón tay chụm lại như mỏ con hạc, và chúng ta đứng một chân, chân trái co lên. Đấy, như thế này, cho nên là gọi là hạc tấn. Đó. Đùi là ngang với hông. Đó. Chân này song song với chân kia, hai chân song với nhau. Đó. Ngón chân chỉ xuống đất. Đó. Thì gọi là hạ tấn. Và khi tập bài này thì chúng ta cuốn lưỡi, ngậm miệng và đứng mỗi chân mỗi bên 1 phút. Mục đích của bài này là điều chỉnh thăng bằng bán cầu não, làm hạ áp huyết. Khi ta đi khám bệnh viện mà biết chân nào yếu, do thần kinh nửa bên đầu yếu là mất thăng bằng. Người áp huyết cao mất thăng bằng bán cầu não, phải tập bài này nhiều hơn, thời gian lâu hơn. Và chúng ta biết huyết áp cao có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, việc điều trị dứt điểm cần có sự chẩn đoán và thời gian thích hợp. Ở đây chỉ đề cập đến một phương pháp đơn giản mà người bệnh có thể tự thực hiện để cắt cơn cao huyết áp, giải tỏa kịp thời nguyên nhân gây ra tai biến về não trước khi được sự chăm sóc của ngành y tế, của thầy thuốc. Đó. Theo y học cổ truyền, triệu chứng huyết áp cao là một tình trạng khí nghịch do tình trí hoặc do yếu tố lục dâm, tức là phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa gây ra. Giải quyết triệu chứng này đồng nghĩa với việc giáng khí, làm cho khí đang lưu truyền ngược lên đầu sẽ hướng xuống phía dưới và tỏa ra lớp da bên ngoài cơ thể. Ngoài cái động tác là hạ tấn, mở mắt đó, như vừa rồi tôi đã giới thiệu, thì chúng ta có thể làm giảm huyết áp bằng cách thứ nhất, vuốt hai vành tai, đó. Dùng ngón cái và ngón trỏ đấy, kẹp lại của mỗi bàn tay, vuốt dọc vành tai từ trên xuống dưới khoảng 9 đến 10 lần. Đấy, khi chúng ta thấy có huyết áp, đo thấy huyết áp cao mà muốn cho nó xuống thì chúng ta vuốt hai vành tai từ 9 đến 10 lần. Vành tai và cột sống có những điểm phản xạ tương ứng với nhau. Do đó, nếu khi ta vuốt vành tai cũng là tác động vào cột sống lưng, vừa có tác dụng điều hòa thần kinh giao cảm, vừa kích thích sự lưu thông khí huyết ở phần vệ khí do kinh bàng quang phân bố dọc hai bên sống lưng. Nếu có người thứ hai bên cạnh, có thể nhờ người này trực tiếp ngồi sau lưng, dùng bàn tay phải vuốt dọc sống lưng từ trên gáy xuống đến tận thắt lưng để gia tăng thêm tác dụng. Động tác thứ hai là vuốt dọc hai bên sống mũi. Mỗi bàn tay vuốt một bên mũi, vuốt đều hai bên cùng một lúc. Dùng ngón tay trỏ
vuốt từ ấn đường, đây, vuốt từ ấn đường, điểm giữa của hai đầu chân mày, xuống dọc theo hai bên cánh mũi, qua khóe miệng đến tận chót cằm, đó, đây từ đây vuốt xuống. Xuống đến tận chót cằm, vuốt chậm, nhẹ và làm không dưới 15 lần. Khi chúng ta kích thích huyệt ấn đường đấy, thì có tác dụng làm phóng thích chất endorphin nội sinh, có thể làm cho an thần, hạ huyết áp và giáng khí. Vuốt dọc theo hai bên cánh mũi xuống cằm là tác động vào hai kinh dương minh. Theo y học cổ truyền cho rằng kinh dương minh là kinh dương tập trung nhiều khí huyết, có chức năng quan trọng nhất trong việc bảo vệ cơ thể, chống lại các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài. Động tác này làm gia tăng sự lưu thông khí huyết ở phần vệ khí, gây ấm người và làm nhẹ áp lực lên thành mạch máu. Đấy là động tác thứ hai. Động tác thứ ba là vuốt dọc hai chân mày, dùng hai ngón tay trỏ và ngón giữa vuốt từ ấn đường đi dài theo xương chân mày ra đến tận thái dương, đến tận mí tóc ở phía ngoài đuôi mắt. Vuốt mỗi bên khoảng 10 lần thì vùng chân mày và hai cánh tay có những điểm phản xạ tương ứng nhau. Do đó động tác này ngoài việc giải tỏa sự sung huyết tại những huyệt vị thường bị tắc nghẽn ở vùng trán, còn làm cho khí huyết lưu thông ra hai cánh tay và bàn tay để giúp nhẹ áp lực ở đầu. Động tác thứ tư là ngồi hoặc nằm thư giãn. Ngồi thoải mái, lưng tựa vào ghế hoặc nằm thư giãn, hít thở điều hòa, tư tưởng tập trung vào 10 đầu ngón chân. Đó. Theo y học cổ truyền thì thần ở đâu, khí ở đó. Do đó khi tập trung ý nghĩ tại vùng bàn chân, thì khí trong cơ thể từ phía trên đầu sẽ lưu chuyển về hướng bàn chân, nên có tác dụng hạ khí. Việc tập trung tư tưởng càng tốt thì hiệu quả hạ khí càng cao. Động tác này phải kéo dài hơn 10 phút. Trên thực tế có nhiều người có khả năng thư giãn và tập trung tốt trong khi thực hành đến động tác thứ tư đã từ từ rơi vào giấc ngủ. Mỗi khi cảm nhận được những dấu hiệu huyết áp tăng cao như là căng, nặng ở vùng thái dương, đau đầu, mờ mắt, mắt đỏ, thì người bệnh nên ngồi xuống, tập trung tinh thần thực hành lần lượt 4 động tác nói trên. Bình tĩnh và tự tin là yếu tố cần thiết trong quá trình thực hiện các động tác. Sau khoảng 15 phút thực hành, bệnh nhân có thể cảm thấy bớt đi cảm giác khó chịu ở vùng đầu. Nhịp đập của tim sẽ chậm lại, tay chân sẽ ấm lên, lúc đó là lúc huyết áp đã hạ bớt rồi đấy. Ngoài việc áp dụng hạ huyết áp, thực hiện những động tác trên còn là một biện pháp dưỡng sinh tốt để ổn định thần kinh, gia tăng việc lưu thông khí huyết trong cơ thể, giúp giữ thể trạng tốt. Trường hợp thực hành để giúp giữ gìn sức khỏe, riêng giai đoạn 4 nên tập trung tư tưởng tại vùng đan điền dưới rốn khoảng 3 phân, thay vì tập trung ở 10 đầu ngón chân cũng được. Nếu lạm dụng thuốc chữa bệnh cao huyết áp thì áp huyết đã hạ bình thường mà vẫn cứ tiếp tục hạ nữa, sẽ sinh bệnh khác, mất máu não, đi lảo đảo, té ngã, sẽ sinh bại liệt chân tay mềm nhũn. Thay vì cao huyết áp
Khi cao huyết áp quá đấy sẽ đứt gân máu, sinh liệt, co cứng tay chân. Đấy. Thì hạ huyết áp quá thì cũng sinh bại liệt như chân tay mềm nhũn. Những biến chứng của việc lạm dụng thuốc chữa bệnh cao huyết áp như suy tim do thuốc giãn mạch, suy hô hấp cũng do thuốc làm giãn mạch, và thuốc chẹn dòng giao cảm, rồi suy thận mãn tính do hạ áp huyết và thuốc lợi tiểu, lách sẽ to, lá lách sẽ to do thuốc phong bế giao cảm, đau lưng nhức mỏi, phong thấp khớp, bị bệnh tiểu đường do thuốc lợi tiểu đấy, rồi giảm áp huyết ở thế đứng do thuốc và do ăn uống, biến chứng hạ áp huyết ở thế đứng và thuốc hạ đường huyết sẽ làm hại mắt, phù gai thị do thuốc làm giãn mạch, và cuối cùng bị tai biến mạch máu não do dùng thuốc không hợp lý, sẽ bị hôn mê do một trong ba nguyên nhân xuất huyết não, khối máu tụ trong não hoặc nhũn não. 12 lời khuyên chân thành để có chỉ số đo huyết áp tốt nhất là gì? Thứ nhất, từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay. Thứ hai, tránh ngửi khói thuốc từ người khác. Thứ ba, không ăn vặt, không ăn thức ăn nhanh và các loại thức ăn có nhiều dầu mỡ. Thứ tư, giảm lượng muối ăn hàng ngày. Thứ năm, tăng cường chế độ ăn có nhiều đậu nành. Thứ sáu, kiểm tra sức khỏe nếu có tiền sử bệnh cao huyết áp trong gia đình. Đấy, thì phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Thứ bảy, khám sức khỏe tổng quát ít nhất mỗi năm một lần. Thứ tám, đến bác sĩ ngay khi phát hiện bất cứ triệu chứng nào của bệnh cao huyết áp. Thứ chín, dành thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống bằng những thói quen tốt. Thứ 10, tập thể dục thể thao mỗi ngày ít nhất 30 phút. Hoặc là như tôi đấy, tập khí công. Mỗi ngày tập 1 tiếng, khí công nó nhẹ hơn là tập thể thao. Thứ 11, sở hữu máy đo áp huyết cá nhân để kiểm soát chỉ số huyết áp mỗi ngày và đo lúc sáng sớm mới ngủ dậy. Và thứ 12 là giúp mọi người phòng ngừa bệnh cao huyết áp. Đấy, hãy chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Còn ngoài ra thì giới thiệu phương pháp châm cứu để hạ huyết áp. Thì chúng ta có thể châm cứu các huyệt như sau đây. Khúc trì là một này. Nhân ninh là hai. Túc tam lý là ba. Bách hội là bốn. Phong trì là năm. Và thập tuyên ở trên chân là 6. Cái huyệt khúc trì ở đâu ạ? Huyệt khúc trì nằm đầu ngoài của nếp gấp khuỷu tay. Chúng ta co lại như này. Đó. Thì ở phía ngoài của nếp gấp khuỷu tay. Đó. Co cánh tay lại. Bàn tay để trên ngực. Đấy. Thế thì chỗ lõm đầu lằn khuỷu tay là huyệt khúc trì. Đó. Đây là khúc trì. Huyệt thứ hai là huyệt nhân ninh. Khi huyết áp cao thì nhớ châm cứu huyệt khúc trì là một nhá. Huyệt thứ hai là nhân ninh. Tức là ngoài yết hầu 1,5 thốn. Chúng ta sờ thấy mạch đập. Sờ tay vào thấy mạch đập. Đó. Thì chúng ta châm cứu nhưng không châm cứu bằng kim vào cái việc này, nhân ninh. Chúng ta châm cứu bằng thiết bị điện xung như tôi nói đấy để trị được cái cao huyết áp. Chứ nếu mà nó nằm ở sờ thấy mạch đập đây mà cho châm cứu vào đây thì là rất dễ là trúng mạch máu, là rất phiền. Thứ ba là túc tam lý ở mé ngoài dưới xương bánh chè xuống 3 thốn và từ sống chân ra ngoài 1 thốn. Này, nó chủ trị là bồi dưỡng tổng quát cơ thể, thông kinh lạc, thông khí huyết,
tăng bạch cầu, tăng hồng cầu. Tiếp theo là hệ tách hội ở đỉnh đầu, lui về phía sau một chút, chỗ lõm xoáy tóc đó. Khe lõm ở giao điểm đường nối hai đỉnh vành tai này đấy lên, và đường dọc giữa đầu lên đấy, thì thế này là hai cái đường đó gặp nhau ở đây, thì tức là huyệt bách hội. Chủ trị chóng mặt khi huyết áp biến đổi bất thường, huyết áp cao đấy, thì chứng kiến vào huyệt bách hội. Tiếp theo là huyệt phong trì, đây ở chân tóc đây, hai huyệt này chân tóc. Chính ở huyệt phong phủ mà ngang ra mỗi bên hơn một thốn, chỗ lõm dưới xương chẩm, ấn tay có cảm giác tức tức đấy. Chủ trị là huyết áp cao và các bệnh ở não là phong trì. Và huyệt cuối cùng là thập tuyên trên chân, tức là ở 10 đầu ngón chân, bàn chân ngón chân tê cứng lạnh, máu không xuống nuôi chân được, chân đùi teo cơ, thì khi châm cứu vào hồi này thì sẽ làm giảm cao áp huyết. Đầu và bàn tay nóng, chân lạnh. Nếu bàn chân nóng trong bệnh tiểu đường do thận nhiệt thì cũng châm thập tuyên chân. Đấy, thì là xin giới thiệu với quý vị là những động tác mà chúng ta sử dụng để hạ áp huyết. Nó ngược lại với cái bài hôm trước, bài hôm qua đấy, là huyết áp thấp thì đưa lên cao, nhưng bài này tức là đưa huyết cao xuống thấp đấy, thì chúng ta thấy huyết áp cao. Thì tiếp sau đây xin mời quý vị xem đoạn video của thầy Đỗ Lộc đã dạy tôi trong thời gian tôi học ở Paris của thầy đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi video này. Xin kính chúc tất cả quý vị, các thầy, các bạn mạnh khỏe, trường thọ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào. Chúng ta tập chỉnh thần kinh, tức là đứng hạ tấn mở mắt. Hạ tấn mở mắt là để hạ áp huyết, để giữ thăng bằng. Năm ngón tay chụp lại như mỏ con hạc, hay gọi hạ tấn. Hạ tấn là đứng một giờ thôi. Lấy chân trái đưa lên, cái đùi ngang qua hông, chân này song song với chân kia, ngón chân chỉ xuống đất, cố gắng làm miệng, đứng từ 30 giây đến 60 giây. Chân bị tê, vì đứng thế này là ý là đến chân thì máu hết xuống chân, bỏ chân.